Thưa quý vị, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố tháng khuyến mãi năm 2017. Theo đó, từ tháng 9 cho đến tháng 12 năm nay, thành phố sẽ triển khai hơn 30.000 chương trình giảm giá khuyến mãi trên địa bàn thành phố. Trong tháng khuyến mại của thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình được triển khai sẽ tập trung ở những ngành hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ uống, điện điện tử, viễn thông, ngân hàng, du lịch, trang trí nội thất v.v. Trong đó, các đơn vị tham gia sẽ thực hiện nhiều hình thức khuyến mại khác nhau, gồm giảm giá, tặng phẩm, rút thăm trúng thưởng, dùng thử sản phẩm và dịch vụ. Tháng khuyến mại năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 3.000 doanh nghiệp và hơn 5.300 hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương kinh doanh, bán buôn, đa dạng lĩnh vực tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ v.v. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện đã hoàn thiện công tác tổ chức treo băng rôn, cờ phướng, thông tin truyền thông đến đông đảo người tiêu dùng về tháng khuyến mại này.